Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu bài mới cho các em. Đó là tiết 81, thuyết minh về một phương pháp cách làm. Và ở cái bài này thì cái mục đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu, đó là một la mã giới thiệu một phương pháp cách làm. Các em nhìn trong ví dụ sách giáo khoa trang 24-25, đó là hai cái văn bản A, B. Văn bản thứ nhất đó là cách làm đồ chơi em bé đá bóng bằng quả khô. Và văn bản B đó là cách nấu canh rau ngót với thịt lợn nạc. Và đây là cô sẽ cho các em xem một số cái hình ảnh về cái quả không khô. Đây là những cái loại quả mà chúng ta cũng khó có thể tìm nhìn thấy. Nó hơi lạ lẫm với các em. Cô cung cấp thêm một số hình ảnh để chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra cái sản phẩm. Và để tìm hiểu vào cái nội dung của phần thứ nhất thì trước hết em sẽ trả lời cho cô hai cái câu hỏi. Đó là khi thuyết minh cách làm đồ chơi em bé đá bóng bằng quả khô, người ta thuyết minh những nội dung nào? Tương tự như vậy, câu hỏi thứ hai, khi thuyết minh cách nấu canh rau ngót bằng thịt lợn nạc, người ta thuyết minh những nội dung nào? Và chúng ta sẽ xem lại sách giáo khoa và chúng ta sẽ suy nghĩ trả lời hai câu hỏi này. Và cô có thể là gợi ý các em một tí xíu. Các em nhìn vào trong sách thì chúng ta thấy cả hai cái văn bản này nó đều có những cái đề mục giống nhau, tức là cái cấu trúc của nó sẽ bao gồm là ba phần. Phần thứ nhất là nguyên vật liệu, phần thứ hai nó là cách làm, phần thứ ba là yêu cầu thành phẩm. Đây là cái cấu trúc mà chúng ta thấy hầu như cả ngã hai văn bản A và B đều có hết. Về cái nguyên vật liệu thì các em phải giới thiệu những vật liệu cần thiết đủ để làm ra sản phẩm. Thứ hai là cách làm, là các em phải giới thiệu cụ thể tỉ mỉ từng thao tác, cách thức để tạo ra sản phẩm. Phần thứ ba là yêu cầu thành phẩm. Về yêu cầu thành phẩm thì chúng ta phải đảm bảo cái tỷ lệ, hình dáng, chất lượng của sản phẩm. Cô lấy ví dụ, khi chúng ta làm một cái món đồ chơi hoặc một cái trò chơi thì các em phải đảm bảo là cái đồ chơi đó nó phải đúng, nó thẩm mỹ, nó đẹp, nó cân đối. Và chúng ta nhìn vào thì nó sẽ ra được cái dáng đồ chơi của mình. Hoặc là chúng ta giới thiệu về một cái món ăn thì các em phải giúp cho người khác biết được cái công thức, biết được cái tỷ lệ của nó là vừa cái vừa nước, và nó đảm bảo phải là ngon, đẹp mắt. Đó là yêu cầu khi chúng ta thuyết minh về một cái món, về một cái đồ chơi hoặc một cái món ăn. Và để nắm chắc những cái nội dung ví dụ cô vừa hướng dẫn cho các em thì chúng ta sẽ đi sang cái phần là ghi nhớ. Và nội dung trọng tâm của bài này thì các em phải nắm cho cô một cái số ý như sau. Thứ nhất là khi muốn thuyết minh về phương pháp cách làm nào thì người viết phải nắm chắc cái phương pháp cách làm đó. Thứ hai là chúng ta cần trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự để làm ra sản phẩm và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm đó. Và thứ ba đó là lời văn ngắn gọn, rõ ràng. Điển hình như các em thấy ở trong cái ví dụ sách giáo khoa nãy chúng ta tìm hiểu thì chúng ta thấy cái lời văn của hai văn bản đó thì rất là ngắn gọn, rõ ràng, và người đọc có thể là người ta hiểu được từng bước, từng cái cách làm, không cần phải giải thích dài dòng gì hết mà người đọc có thể là hình dung được rõ cụ thể. Và khi trước khi chuyển sang cái phần luyện tập thì cô sẽ nhấn mạnh lại cái dàn ý chung của bài văn thuyết minh về một cái phương pháp cách làm. Về cái dàn bài chung thì một nhỏ là cái phần mở bài, là các em giới thiệu chung về đối tượng thuyết minh về phương pháp cách làm, có nghĩa là các em phải nói cho rõ cụ thể là chúng ta sẽ thuyết minh về cách làm một cái món đồ chơi, hoặc là giới thiệu về một cái trò chơi dân gian, hoặc là giới thiệu về cách làm một cái món ăn.
Có nghĩa là trong phần mở bài thì các em phải nói cho rõ cái đối tượng mà chúng ta cần phải thuyết minh. Chúng ta sang cái phần 2 đó là phần thân bài. Thì cái phần thân bài thì các em phải đảm bảo cái cấu trúc của cái dàn bài mà chúng ta đã từ vừa tìm hiểu ở hai cái ví dụ trên. Thứ nhất là nguyên vật liệu, thứ hai là về cách làm, rồi thứ ba đó là yêu cầu thành phẩm, và phần thứ ba đó là phần kết bài, là chúng ta sẽ nhấn mạnh cái lợi ích của cái sản phẩm. Cô lấy ví dụ khi chúng ta giới thiệu về một cái đồ chơi thì chúng ta phải nhấn mạnh cái giá trị tinh thần một cái món đồ chơi đó. Món đồ chơi đó nó đem lại những cái lợi ích, những cái giá trị gì, ngoài cái việc là hình thức nó đẹp, nó cân đối, thì nó cũng phải mang lại một cái giá trị tinh thần nào đó giúp cho con người. Hoặc là chúng ta sẽ giới thiệu về một cái món ăn thì món ăn đó nó phải mang cái giá trị là ẩm thực, nó phong phú, và chúng ta sẽ chuyển qua cái phần luyện tập. Phần luyện tập thì trước hết chúng ta sẽ làm bài tập 1. Các em sẽ xem kỹ cho cô cái nội dung bài tập 1, nắm chắc, nắm rõ cái yêu cầu của bài tập 1. Đó là lập dàn bài thuyết minh về cái cách làm hoặc cái cách chơi một cái trò chơi. Như các em biết thì các trò chơi dân gian của mình thì rất là nhiều, rất là đa dạng, rất là phong phú, và tùy theo cái sở thích, cái sự hiểu biết của mỗi em mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái trò chơi mà dễ đối với mình, để mình sẽ làm một cái dàn ý, mình thuyết minh cụ thể về cái trò chơi đó. Đây là một số hình ảnh cô cung cấp thêm cho các em về các cái trò chơi dân gian mà chúng ta thấy rất là quen thuộc. Đó là trò chơi nhảy dây, hoặc là trò chơi kéo co, hoặc là chúng ta có thể thuyết minh về một cái món ăn mà chúng ta thấy là rất là quen thuộc với người miền Tây của mình. Đó là cái món bánh xèo. Tùy theo cái mỗi em mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một cái bài thuyết minh về một cái đồ chơi, một cái trò chơi, hoặc là một cái món ăn. Thì sau đây cô sẽ cung cấp cho các em cái dàn bài tham khảo. Đây là cái dàn ý chung thôi, và tùy từng cái đề mà chúng ta sẽ có một cái dàn bài chi tiết hơn, cụ thể hơn. Thứ nhất là phần mở bài thì các em phải giới thiệu khái quát đó là cái trò chơi gì. Qua cái phần thân bài là chúng ta sẽ nói cho rõ là cái số người chơi, dụng cụ kèm theo để chúng ta hỗ trợ cho cái trò chơi này nếu có. Trong cái phần thân bài thì chúng ta phải nêu cho rõ là cái cách chơi, hay còn gọi là cái luật chơi, nghĩa là thế nào là thắng, thế nào là thua, thế nào là phạm luật. Và thứ hai là yêu cầu đối với cái trò chơi này thì chúng ta phải đảm bảo cái yêu cầu gì. Phần thứ ba là phần kết bài, là các em sẽ nêu cái cảm nhận chung của mình về cái trò chơi đó. Ví dụ như là thông qua cái trò chơi đó thì các em thấy là nó mang lại cái giá trị, cái niềm vui cho mỗi người cũng như là cho mỗi cái đứa trẻ. Và đó cũng còn gọi là một cái nó in đậm cái dấu ấn về cái tuổi thơ của mình, và sau này khi lớn lên chúng ta sẽ xem đó như là một cái kỷ niệm nha, và chúng ta có thể là nhớ mãi. Thì tùy chúng ta sẽ lựa chọn một cái trò chơi mà mình thích, của mình có thể là làm một cái dàn ý chi tiết hơn nữa. Đây chỉ là cái dàn ý chung khái quát mà cô cung cấp đến cho các em. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần bài tập 2. Ở cái bài tập 2 này thì nó cũng khá là dài, cho nên nhiệm vụ của các em là các em phải đọc trước ở nhà, nắm chắc cái nội dung của nó và xác định rõ coi trong cái bài tập 2 này người ta sẽ yêu cầu cho mình những cái yêu cầu gì mà chúng ta cần phải giải quyết. Và trong bài tập 2 này thì có rất là nhiều cái yêu cầu, thì cô có thể là hướng dẫn các em một vài cách để chúng ta có thể là giải quyết ở cái bài tập 2 này. Thứ nhất đó là cách đặt vấn đề ở cái đoạn 1 và đoạn 2. Ở đoạn 1 và đoạn 2 này thì các em lưu ý cho cô từ cái chữ là ngày nay chấm 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 cho đến không giải quyết được vấn đề. Đây là cái nội dung của đoạn 1 và đoạn 2. Và nội dung đoạn 1, đoạn 2 này thì người ta nêu cho mình cái yêu cầu thực tiễn cấp thiết, bất
buộc phải tìm cách đọc nhanh. Và cái cách đọc nhanh là cái cách đọc như thế nào? Thì trong cái bài tập thì người ta cũng nêu khá là rõ, đó là chúng ta có hai cái cách, đó là đọc thành tiếng và đọc thầm. Đọc thành tiếng tức là chúng ta sẽ đọc ra bằng lời, bằng âm thanh, và chúng ta có thể là nghe được. Và đọc thầm đó là chúng ta sẽ suy nghĩ, và chúng ta chỉ đọc ở trong bụng, chúng ta suy nghĩ ở trong bụng mà chúng ta không phát thành lời, không phát thành tiếng. Và trong cái đọc thầm thì chúng ta có hai cách đọc, đó là đọc theo dòng và đọc ý. Đọc theo dòng là chúng ta sẽ lướt qua từng dòng, đúng không? Và cách đọc ý là chúng ta sẽ tóm được những ký nào là trọng tâm, những ký nào là chính để chúng ta nắm chắc cái nội dung đó. Và trong cái cách đọc nhanh này thì chúng ta thấy là cái cách đọc mà chúng ta không theo từng câu, từng chữ, mà chúng ta sẽ đọc lướt nhanh để chúng ta thu nhận ý. Và cái hiệu quả của cái cách đọc nhanh này là chúng ta sẽ thu nhận thông tin nhiều mà tốn rất là ít thời gian. Vậy thì trong cái khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể đọc được nhiều trang, nhiều bài hoặc là nhiều quyển sách. Và chúng ta sẽ cung cấp lại cho cái kiến thức của mình mà chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian. Cách đọc nhanh này thì nó mang lại hiệu quả rất là rõ nét. Như vậy thì chúng ta lưu ý, thì chúng ta thấy cái cách sắp xếp các cái ý, các cái đoạn ở trong bài tập 2 này thì rất là chặt chẽ, mạch lạc và dễ hiểu. Chúng ta chỉ cần đọc lướt nhanh và chúng ta sẽ nắm chắc được cái nội dung người ta yêu cầu. Phần thứ tư là cái ngôn ngữ thuyết minh. Thì các em nhìn lại ví dụ cho cô, thì chúng ta cũng đều thấy cái ngôn ngữ rất là rõ nghĩa, dễ hiểu, và có nhiều ví dụ, nhiều số liệu cụ thể, và người đọc có thể là đọc vào và chúng ta hiểu liền, không cần phải suy nghĩ gì, thì cung cấp cho chúng ta rất là nhiều số liệu. Và đây là bài tập 2, cô hướng dẫn các em như vậy thì các em có thể là chúng ta tham khảo thêm và đọc thêm để chúng ta có thể là nắm chắc về cái bài tập 2 này. Và chuyển qua cái phần củng cố, thì cái phần củng cố này thì cô sẽ nhắc lại cho các em về một số cái thể loại thuyết minh, về cái cách thuyết minh. Thì chúng ta đã từng học được các cái loại cách thuyết minh, ví dụ như thuyết minh về một thứ đồ dùng. Một thứ đồ dùng thì chúng ta có hai loại, đó là đồ dùng trong sinh hoạt và đồ dùng trong học tập. Thì các em phải nắm chắc, nhớ rõ lại cho cô về cái cấu trúc của một cái bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng. Thì chúng ta phải đảm bảo đó là nguồn gốc về phần cấu tạo, cách bảo quản và cách sử dụng. Thì đây là cái cấu trúc chung của một cái bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng. Và cái thể loại thứ hai đó là thuyết minh về một cái thể loại văn học. Thì chúng ta phải lưu ý ở cái đặc điểm của thuyết minh về thể loại văn học, đó là về nội dung và về hình thức. Về hình thức thì các em đã đảm bảo cho cô về số câu, số chữ, và cái cách ngắt nhịp, cái cách gieo vần trong cái bài thơ đó, cũng như là trong một cái thể loại văn học đó. Và cô cũng đã hướng dẫn cho các em ở cái bài thuyết minh về một cái thể loại văn học, đó là cô lấy cụ thể một cái thể loại văn, đó là thể thất ngôn bát cú đường luật. Và cô cũng chỉ rất rõ về cái cách gieo vần, cách ngắt nhịp và cái luật bằng chất nó như thế nào, thì chúng ta cũng phải nắm để chúng ta làm một cái bài văn do thuyết minh về thể loại văn học cho nó tốt. Và cái bài văn thuyết minh thứ ba nó là thuyết minh về phương pháp cách làm. Ở đây giờ cô đã hướng dẫn các em, thì để thuyết minh thì chúng ta phải đảm bảo cái cấu trúc phải gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là nguyên vật liệu, phần thứ hai là cách làm, phần thứ ba là yêu cầu thành phẩm. Đó là cái cấu trúc chung của bài văn thuyết minh về phương pháp cách làm. Như vậy thì chúng ta thấy cái cấu trúc của từng bài văn thuyết minh thì nó cũng khá là ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, cho nên chúng ta phải nắm chắc. Và cô nghĩ là đây là một trong những số cái đề văn thuyết minh chúng ta có thể làm tốt trong những cái bài kiểm tra tiếp theo, những bài kiểm tra sắp tới. Và nó sẽ giúp cho các em đạt cái điểm tốt trong những cái bài kiểm tra sắp tới đây.
Và trước khi kết thúc bài học thì cô sẽ hướng dẫn các em một số cái câu hỏi, một số cái yêu cầu để chúng ta chuẩn bị cho cái tiết học tiếp theo. Thứ nhất là các em phải học thuộc lòng cái phần ghi nhớ. Tức là chúng ta sẽ nắm chắc, nắm kỹ lại cái phần ghi nhớ để chúng ta vận dụng vào các cái bài tập cho nó tốt. Thứ hai là các em sẽ viết cho cô một cái bài văn thuyết minh về một cái trò chơi. Chúng ta có thể tìm một cái trò chơi nào đó mà mình thích, mình tâm đắc, mình hiểu, mình nắm rõ về nó, thì chúng ta sẽ viết một cái bài văn thuyết minh về cái trò chơi đó. Và chúng ta sẽ bám sát lại cái dàn ý mà cô đã hướng dẫn ở đầu cái tiết học để chúng ta làm cho nó tốt hơn. Thứ ba là chị em sẽ chuẩn bị cho cô cái bài mới. Phía sau chúng ta sẽ học cái bài là Tức cảnh bác bó của Hồ Chí Minh. Thì đối với cái bài này thì các em đọc và trả lời cho cô các cái câu hỏi ở phần đọc hiểu. Để trả lời tốt thì các em phải đọc bài thơ, đọc khoảng là hai ba lần để chúng ta có thể nắm được cái giọng thơ, và chúng ta tìm hiểu một số cái từ khó, và chúng ta sẽ tham khảo các cái câu hỏi để chúng ta có thể là nắm chắc trước cái nội dung. Và đến tiết học đó thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể hơn để cho các em hiểu sâu sắc hơn về cái bài thơ này, và chúng ta sẽ cảm nhận về cái phong cách, cái tài năng thơ của Hồ Chí Minh. Tiết học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Cô chúc cho các em là nắm chắc được bài, và chúng ta sẽ soạn bài mới cho nó tốt, nó kỹ. Kính chào các em.